Trong lớp học, học sinh kém nhất lớp đang tập trung vẽ tranh. Giây tiếp theo. Xin lỗi nhé. Đôi mắt chàng trai chừng như chuông đồng. Học sinh giỏi lại nói không sao cả, tiện tay cầm cục tẩy lên tẩy. Kết quả, chỗ bị nguệch ra trông còn bẩn hơn, còn để lại một dấu vết đen xì. Và tất cả những cảnh này đã được ghi lại làm phim tài liệu. Làm ơn tắt máy quay đi. Xin đừng tắt, làm ơn tắt đi ạ. Không được, đạo diễn tuyệt đối không được tắt. Này Cúc Yeon-soo, đạo diễn lập tức đuổi theo. Choi Ung ngu ngốc không thể đuổi kịp Yeon-soo, ngược lại bị cô đùa giỡn một phen. Cho ông tức giận đến nghiến răng nghiến lợi rồi lại không thể làm gì được. Cúc Yeon-soo, đồ điên. Phim tài liệu về cuộc sống trường học của học sinh giỏi và học sinh kém nhanh chóng lên hot search, trở thành ký ức đẹp nhất của mùa hạ năm đó. Yeon-soo 10 năm sau cũng khó thoát khỏi vận mệnh người làm công. Làm xong kế hoạch rồi không chỉ bị đầu tư mắng không mới mẻ, còn phải miễn cưỡng cười giải thích ý tưởng của mình. Đối phương thậm chí còn không phép tắc ngắt lời Yeon-soo. Yeon-soo nghiến răng nghiến lợi bảo anh ta nghe xong rồi hãng nói. Mãi đến khi cô đưa ra con bài của mình, đó là mời họa sĩ minh họa nổi tiếng nhất đến hiện trường nâng cao danh tiếng, tổ trưởng Giang mới hứng thú với phương án này, hỏi Yeon-soo xem cô có thể mời họa sĩ không. Yeon-soo tự tin cam đoan mình có thể mời được người tới. Nhưng làm sao cô cũng không ngờ được người họa sĩ minh họa nổi tiếng này chính là Choi Ung. Lúc này Choi Ung đang tận hưởng ánh mặt trời, bạn thân Ji Ung đang quay phim quảng cáo cho cửa hàng của bố. Choi Ung làm nền lại có vẻ nổi tiếng hơn, làm cho bọn họ không ngừng not good. Bố ghét bỏ xua đuổi Choi Ung. Sau khi tốt nghiệp đại học, Choi Ung cả ngày ngâm mình trong cửa hàng của bố mẹ mở để giúp đỡ. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác làm công việc nhặt giá đỗ. Bố mẹ luôn nghĩ rằng con trai mình là một kẻ thất nghiệp. Mọi người oán trách, Choi Ung từ đầu đến cuối đều đứng hạng bét, không có kỳ vọng gì nhiều. Chỉ cần anh mỗi ngày sống thật vui vẻ là được. Ji Ung cố tình làm đổ giá đỗ mà Choi Ung đã nhặt. Cậu làm cái gì vậy? Chơi với anh đi, tiểu tử thối. Bố, xem nó làm gì với giá đỗ này. Không phải như vậy đâu, bỏ xuống đi. Cứ như vậy, Choi Ung đã bị Ji Ung hại, bị bố mẹ dạy dỗ một trận. Bố mẹ không ngờ rằng con trai ngu ngốc của mình thật ra là đại gia. Sau khi chọn giá đỗ, anh ấy luôn ngồi lên con xe điện đến phòng làm việc của mình, mở một bản nhạc ấm áp, yên lặng ngồi ở trước bàn nghiêm túc vẽ tranh. Không lâu sau, một bức tranh sinh động xuất hiện dưới bàn tay linh hoạt của anh ấy, và anh ấy cũng trở thành họa sĩ minh họa hàng đầu Hàn Quốc. Anh ấy được gọi là họa sĩ có hồn nhất, mỗi bức tranh đều được bán với giá trên trời, nhưng không ai nhìn thấy khuôn mặt của anh. Người đại diện không ngừng ép Choi Ung ra ngoài tập luyện. Trở về công ty, Yeon-soo bảo thành viên trong nhóm cùng họp thu thập thông tin về người vẽ tranh minh họa nổi tiếng trên mạng. Cô nhìn tác phẩm cảm thấy quen quen, lúc xem bài phỏng vấn của anh ta cũng bất ngờ phát hiện ra một chỗ đặc biệt, đó là tác phẩm của anh ta từ trước tới giờ đều không vẽ nhân vật. Lý do là con người sẽ theo thời gian thay đổi hoặc biến mất, mà bản thân ghét những gì đã thay đổi và trôi qua. Phim tài liệu 10 năm trước của Yeon-soo và Choi Ung lại bùng nổ trên mạng, và Ji Ung nhận nhiệm vụ mới, đó chính là tìm được Yeon-soo 10 năm sau để làm tiếp tập tài liệu đó. Trong khi đó, dưới sự thúc giục của bạn thân, cô đi đến nhà hàng để gặp đối tượng hẹn hò của mình. Không ngờ vừa đến nơi, bất ngờ phát hiện tổ trưởng Giang của mình cũng ở đây. Hơn nữa còn đụng đồ với anh ta. Không biết Hiloto, ứng dụng đặt mua vé số Vietlott, sổ số miền Bắc online hàng đầu Việt Nam, được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép. Hình thức chơi đa dạng, Keno, lớn nhỏ, chẵn lẻ, Power 6/55, Mega 6/45, Lotto 2 số, 3 số, Lotto 2 cặp số, 3 cặp số và nhiều thể loại chơi khác nhau theo chuẩn nhà nước. Còn tưởng họ là cặp tình nhân nữa. Yeon-soo ngượng ngùng bỏ đi, ngồi ở một bên lặng lặng chờ đợi đối tượng xem mắt của mình đến. Một lát sau, một người đàn ông mặc đồ trắng xuất hiện. Yeon-soo chủ động xin lỗi vì mất lần thất hẹn trước. Lúc cô cầm thực đơn lên, người đàn ông đột nhiên mở miệng nói sở dĩ bị cho leo cây 4 lần, vẫn còn muốn gặp Yeon-soo để xác nhận xem cô ấy có đáng để chờ đợi hay không. Sau đó anh ta nhớ lại mỗi lần Yeon-soo lỡ hẹn, vì công việc bận rộn nên không có thời gian tạm thời hủy bỏ. Người đàn ông bị cho leo cây trong lòng vô cùng tức giận, cảm thấy mình như một thằng ngốc, cho nên lần này mới chủ động hẹn Yeon-soo, mục đích chính là vì sỉ nhục cô phát tiết lửa giận trong lòng. Tôi vẫn còn một chút chờ mong, có lẽ cô xứng đáng với thời gian của tôi. Quả nhiên vẫn không đáng. Cái gì? Có thể tôi hơi xấu tính, nhưng đúng, tôi hẹn cô ra là vậy. Chúc cô gặp được người có duyên, nhưng sợ là không dễ gặp đâu. Người đàn ông sỉ nhục cô một hồi rồi quay người bỏ đi, để lại Yeon-soo vẻ mặt mơ hồ ngẩn người. Bây giờ đi cũng không phải, không đi cũng không được. Cô đột nhiên nhớ tới tổ trưởng Giang ở bên cạnh, dường như đã chứng kiến cảnh này. Vì thế cô mang tâm tình thấp thỏm đi qua, mạnh mẽ hỏi anh nghe thấy hết rồi sao? Không có. Thấy đối phương cố gắng nín cười, Yeon-soo cảm thấy mình chỉ là một trò đùa, đành phải hèn mọn cầu xin đối phương làm bộ như không nghe thấy. Ý cô là nói chuyện hẹn hò, còn bị đối tượng hẹn hò cho leo cây, muốn tôi giả vờ không nghe thấy từ đoạn nào? Yeon-soo nhất thời ngây người, dù sao mình cũng đói bụng, đơn giản mặt dày ngồi xuống ăn trực bữa cơm này vậy. Sau khi uống vài ly rượu, Yeon-soo cảm thấy đầu mình choáng váng, không tự giác bắt đầu thổ lộ tâm tình của mình, không chỉ chửi tổ trưởng Giang không có tình người, còn đoạt lấy rượu vang đỏ của anh uống một hơi cạn sạch.
thấy mình và tổ trưởng Giang mặc quần áo giống nhau, nhớ lại mình cũng có những năm tháng tươi đẹp mặc đồ đôi đồ. Hóa ra Yeon-su và Choi-ung sau khi quay phim xong đã ở bên nhau. Hôm đó họ cùng nhau dọn dẹp. Yeon-su hỏi nếu mình thi đỗ đại học nhưng cậu ấy thì rớt, phải làm gì? Đầu tiên tớ sẽ không trượt, nhưng nếu trượt, tớ sẽ học lại gần trường đại học của cậu, còn mang đồ ăn tới thăm cậu. Nghe câu trả lời đó, Yeon-su xấu hổ. Cậu thích tớ như vậy sao? Choi-ung ngốc nghếch quay đầu lại nhìn, xấu hổ đến đỏ mặt cũng không dám trả lời. Này, sao không nói gì? Này, tiếp tục quét đi. Tớ hỏi cậu thích tớ như vậy sao? Cậu đang làm gì vậy? Sau đó, Yeon cứ bám lấy hỏi Choi-ung, nhưng cậu cứ lảng sang chuyện khác. Không phải. Nếu như em nói là nếu như. Ngay cả khi bị bệnh, Yeon-su cũng không quên dùng khổ nhục kế để Choi-ung có thể nói ra những lời đó. Nhưng đồ ngốc Choi-ung không bao giờ bị lừa. Đó là lý do tôi làm điều đó, là muốn nghe một câu. Nhưng cuối cùng kéo dài đến 5 năm, tình yêu vẫn không thể đi đến cuối cùng. Yeon-su nghĩ rằng cuộc sống của mình và Choi-ung sẽ không có mối quan hệ nào nữa. Không ngờ vận mệnh vẫn để cho hai người dây dưa cùng một chỗ. Hôm nay Choi-ung đang nằm mơ, lại bị tiếng chuông cửa ồn ào đánh thức. Anh còn ngái ngủ mở cửa ra, nhất thời đã bị một màn trước mắt dọa đến choáng váng. Yeon-su tìm đến nhà của anh để tìm họa sĩ minh họa. Ai ngờ người mở cửa là bạn trai cũ Choi-ung. Hai người đã lâu không gặp sững sờ một lúc, sau đó Choi-ung đóng cửa lại, trốn vào trong nhà, hoảng hốt như tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó lại bình tĩnh mở cửa, đưa tay ra và cầm lấy bình xịt trong tay, dùng hết sức bắn về phía Yeon-su. Yeon-su thản nhiên chấp nhận quà tặng bạn trai cũ tặng và hỏi anh ấy thêm muối không. Sau khi Choi-ung bị Yeon-su đã từng âm thầm thề lần sau gặp lại cô sẽ dùng nước muối xịt vào người cô, vì thế còn lén lút luyện tập. Sau khi vào nhà, Choi-ung vô cùng căng thẳng nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Lúc này Yeon-su lục lọi cái gì đó trong túi. Em kết hôn rồi sao? Choi-ung nghĩ Yeon-su đến để đưa thiệp cưới cho mình. Sau khi nghe được lời phủ định, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống. Yeon-su đã lấy tranh minh họa của họa sĩ Go Au ra. Là anh vẽ sao? Không phải tôi. Cho dù Choi-ung phủ nhận, nhưng Yeon-su vẫn nhận ra bức tranh này là những địa điểm mà Choi-ung thường lui tới. Vì vậy cô đoán Choi-ung trước mắt đó là họa sĩ bí ẩn Go Au. Sau đó cô ấy đưa ra bằng chứng mà cô ấy tìm thấy. Một cô gái nhà giàu sau khi mua bức tranh có chụp ảnh lại. Cái bóng mờ ảo trong bức ảnh rõ ràng là anh. Sau khi biết rằng Yeon-su đã chủ động tìm kiếm bản thân để làm việc, tên ngốc Choi-ung liền bày trò. Hôm trước cậu không đáp lại tình yêu của tôi, vậy hôm nay cũng không thèm cho cậu cơ hội đâu. Yeon-su rất muốn đè Choi-ung lên tường, lại nhìn được mà không được, lại phải nhẫn nhịn, giải thích về các hoạt động của công ty. Choi-ung cố tình giả bộ, ngập ngừng ngáp, sau đó nói một câu, anh không muốn. Cái gì? Anh đã nói là không mà, em có thể hỏi lý do không? Đó là, không muốn. Cho dù Yeon-su thể hiện sự chân thành của mình như thế nào, Choi-ung không hề lung lay. Lý do thực sự chỉ có một, đó là làm cho Yeon-su phải chịu khổ, bản thân cũng không thích xuất hiện trước công chúng. Ngoài ra, bởi vì việc này là cô đảm nhiệm, nhìn vẻ mặt khó chịu của người cũ, Choi-ung cảm thấy vô cùng hạnh phúc, từng trẻ con thế, được chứ? Tóm lại, anh xem lại cái này đi, nếu thay đổi suy nghĩ em đang nói chuyện với ai vậy? Họa sĩ hay Choi-ung? Này! Hai người cuối cùng cãi nhau rồi rời đi, đúng lúc Yeon-su thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Lúc này chuông cửa vang lên, hóa ra chính là cô gái, đã mua tranh trước đây tới nhà thăm anh. Trợ lý mở cửa bị dọa đến choáng váng, ngơ ngác trở về phòng còn tưởng rằng mình vừa mới nằm mơ. Cho đến khi Choi-ung mở cửa, chào buổi sáng anh họa sĩ. Không sao đâu, tôi quen phản ứng đó rồi. Đối với vị khách bất ngờ này, Choi-ung cũng cảm thấy rất lo lắng. Lần đầu tiên đến thăm, NJ cũng không sợ hãi. Người lại hào phóng bước vào chào hỏi, nhìn thấy bạn trai cũ bây giờ hòa thuận thuận buồm xuôi gió. Còn ngạo mạn vô lễ như vậy, Yeon-su cực kỳ tức giận. Một mình lăn lộn tốt thì không nhìn nổi người khác sao? Anh ta là họa sĩ từ khi nào vậy? Yeon-su vừa định đạp một cái, Choi-ung vừa đẩy cửa ra, sau đó cầm muối trong bát, rắc vài phát vào Yeon-su, đi thong thả, sau đó vô tình đóng cửa lại. Choi-ung trẻ con như vậy khiến Yeon-su cảm thấy vô cùng đau đầu. Tưởng đây là nơi nào chứ? Choi-ung, người vừa mới làm xong chuyện, không quan tâm đến NJ tới thăm, ngược lại người đại diện lại nhiệt tình chạy tới, đưa cô ấy đến thăm studio của Choi-ung, trong khi Choi-ung đang đắm chìm trong cảm giác báo thù của mình không thể nhịn được. Những ngày vui vẻ như hôm nay, mình sẽ từ từ nhớ lại. Hóa ra 5 năm trước khi họ yêu nhau, Yeon-su đã hỏi Choi-ung, nếu sau này họ chia tay, Choi-ung sẽ đối xử với bản thân như thế nào? Anh sẽ không để ý tới em nữa. Cái gì? Anh sẽ không để ý đến em nữa. Này Choi-ung, anh tuyệt tình quá rồi. Nếu như em muốn đi tìm anh thì sao? Anh sẽ vẩy rượu, rất muốn tiễn em đi. Em là ma à, anh có cần phải làm thế không? Vì vậy, đừng có bỏ anh mà đi. Chia tay 5 năm gặp lại nhau, Choi-ung ngây thơ làm như vậy. Yeon-su sau khi bị đóng cửa mới biết Choi-ung là họa sĩ minh họa mà mình muốn tìm. Nhớ lại mình đã cam đoan với cha bên A,
nhất thời liền cảm thấy đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hay là nhắm mắt lại rồi thử xem. Không được, không, mình rắc muối rồi. Yeon-su không chú ý đến chiếc xe máy bên cạnh. May mà Ji-ung kéo cô lại. Sau nhiều năm hai người lại gặp nhau, Yeon-su cảm thấy rất thân thiện và ấm áp. Chị không phải đến đây để gặp Choi-ung chứ? Gặp Choi-ung làm gì? Tôi đến đây để gặp tên họa sĩ Go Âu bất tài đó. Nhưng đã hoàn toàn bị phớt lờ. Có phải anh ta đã tạt muối vào chị không? Sao biết? Anh ta đã luyện tập động tác này hơn 50 lần rồi. Cái gì? Anh ta còn điên hơn cả tưởng tượng. Không ngờ Yeon-su vừa đi chưa được bao lâu, tên ngốc Choi-ung bắt đầu hối hận. Muối có quá nhiều không? Ngày hôm sau Yeon-su đi làm, chuẩn bị dùng phương án khác thuyết phục cấp trên, nhưng còn chưa kịp nói, tôi buộc phải đi cùng cha bên A đến cửa hàng mới. Trong lúc chờ thang máy để phá vỡ tình trạng khó xử này, Yeon-su đã đề cập đến chuyện uống rượu cùng nhau lần trước. Chẳng lẽ không nhớ gì sao? Cái gì? Theo tiếng chuông thang máy vang lên, những mảnh vỡ bị lãng quên đó xuất hiện lên trong đầu Yeon-su. Yeon-su uống quá nhiều, bắt đầu nói mê sảng. Trên tay rõ ràng cầm ô lại khóc nói mình không có ô. Còn trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất đùa giỡn nổi điên. Đây là ký ức gì vậy? Yeon-su lúng túng hóa đá tại chỗ, bên cả thang máy, sau đó ngồi lên xe thắt dây an toàn. Ký ức khủng khiếp đó lại hiện lên. Tổ trưởng Giang. Vâng cô Yeon-su. Hình như có người ăn trộm xe của anh. Tổ trưởng Giang giải thích đó là xe thuê tự tìm. Sau đó Yeon-su lại bắt đầu chửi bới tổ trưởng Giang tính tình xấu xa. Yeon-su nhớ lại nhất thời cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Đúng là mất mặt quá đi, chỉ có thể nói dối là mình không nhớ gì hết. Còn nhớ cô nói tôi là kẻ tâm thần không? Cái gì? Phản xã hội? Cái gì? Để thành công, bỏ qua người khác máu lạnh và tàn nhẫn. Cô đang nói về tôi à? Đó là tất cả những bộ phim truyền hình mà bà tôi đã xem. Ai cũng nghĩ là ngầu. Nhưng mà ngu chết đi được. Yeon-su hối hận. Đừng ngắt lời tôi. Sao anh cứ ngắt lời tôi hoài vậy? Có tin tôi bẻ cổ anh không? Lúc này Yeon-su chỉ muốn đào một cái hố và chui xuống đất. Vì sự vô lễ ngày đó của mình mà chủ động xin lỗi tổ trưởng Giang. Trưởng nhóm Giang rộng lượng cho biết Yeon-su nếu làm tốt dự án này, có thể tha cho cô. Điều đó sẽ khiến Yeon-su lại gặp rắc rối. Chuyện đổi phương án cũng không dám nhắc lại nữa. Lúc này người đại diện phát hiện ra chuyện mới, không thể chờ đợi để đánh thức Choi-ung đang ngủ. Anh ta cho anh xem bản kế hoạch mà Yeon-su mang đến. Sau khi biết Choi-ung từ chối, anh ta lập tức nổi giận. Điên à, tại sao không làm? Có nhìn kỹ không? Không phải là vẽ tranh trực tiếp hay gì cả. Đây là cửa hàng Thon. Cửa hàng Thon đó. Hóa ra tòa nhà của cửa hàng này là kiệt tác của nhà thiết kế yêu thích của Choi-ung. Choi-ung lập tức hối hận đến xanh ruột. Lúc đó chỉ lo làm khó dễ Yeon-su, căn bản cũng không nhìn kỹ nội dung hợp tác. Bây giờ phải chủ động đi tìm cô ấy. Anh không thể làm được. Không làm. Anh điên à, hôm nay là ngày bán hàng thử nghiệm. Choi-ung quyết định đi xem hiện trường trước, tình cờ gặp Yeon-su. Ai có thể nghĩ đến nữ thần có ngàn vạn fan hâm mộ lại la liếm một người bình thường chứ? Xung quanh NJ toàn giai bu, nhưng cô không để ý ai cả. Duy chỉ có Go Âu là khiến cô tràn ngập tò mò. Thậm chí còn tấn công bất ngờ, đề nghị để Choi-ung tự vẽ cho mình. Như vậy cũng có thể làm cho anh nổi tiếng theo. Choi-ung nói mình phải suy nghĩ. NJ đợi trái đợi phải mà Choi-ung không chủ động liên lạc với mình. Thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải mình không có sức hấp dẫn hay không. Chuyên gia trang điểm hỏi Choi-ung có đẹp trai không? Không, có chút. Trông thật ngu ngốc, đúng là mẫu người cô thích nhỉ. Choi-ung đến cửa hàng, hoàn toàn choáng váng trước tòa nhà trước mắt. Còn xui xẻo vô tình gặp được Yeon-su, người bị chính mình đuổi ra ngoài. Người đại diện của Go Âu thậm chí còn tranh giành công lao với Yeon-su. Tôi đưa anh Choi đến đây thật tuyệt mà. Đưa anh ta đi ngay đi. Cô không thấy là anh ta kéo tôi đến sao? Rõ ràng là người đại diện muốn hợp tác, nhưng Choi-ung không muốn mất mặt, vội vàng kéo người đại diện rời đi. Yeon-su cố gắng nhịn cười xin lỗi tổ trưởng Giang, nhưng trong lòng lại cực kỳ sảng khoái. Yeon-su và tổ trưởng vừa đi, giây tiếp theo, người đại diện và Choi-ung đang bí mật quan sát mối quan hệ của hai người. Sao lại đẹp trai như vậy nhỉ? Nhưng họ đứng cạnh nhau không giống như đồng nghiệp, giống như một cặp đôi đang hẹn hò hơn. Choi-ung trực tiếp cho anh ta một cái đập. NJ ở bên này thấy tin nhắn mình gửi, Choi-ung đã đọc nhưng không trả lời, lập tức bùng nổ, thật điên rồi, tin nhắn của tôi đã đọc nhưng không rep. Tên họa sĩ kêu vậy. NJ tự an ủi mình rằng có thể Choi-ung đang chỉnh sửa tin nhắn. Thế là bỏ buổi diễn tập để tìm anh ta. Yeon-su lúc này cũng lấy hết can đảm thú nhận với trưởng nhóm Giang. Kế hoạch đã đặt trước đó có thể cần thay đổi, bởi vì mình không tìm được họa sĩ minh họa Go Âu bí ẩn đó. Và giải thích rằng họa sĩ không muốn xuất hiện trước công chúng, và đảm bảo sẽ đưa ra một giải pháp thay thế hoàn hảo khác. Đoạn cuối vẫn chưa nhớ đúng không?
Cái gì? Nhớ câu phản xã hội? Có vẻ như cô không nhớ gì về chuyện xảy ra trước cửa nhà mình. Não của Yeon-su lại hoạt động. Tôi đã tìm thấy họa sĩ rồi. Không ngờ tới lại là anh ta. Ý cô là sao? Đó là Choi Ung. Sao tôi có thể đi tìm anh ta chứ? Yeon-su say xỉn không chỉ mất mặt trước mặt tổ trưởng Giang, còn không cẩn thận đem thân phận của Go-Oh, là bạn trai cũ của mình nói ra. Chia tay 5 năm rồi, bản thân làm sao có thể không biết xấu hổ đi tìm anh ấy nói chuyện hợp tác chứ? Yeon-su cảm nhận được áp lực của cuộc sống, thực sự muốn chạy trốn. Tổ trưởng Giang đoán Choi Ung là họa sĩ. Anh ta nhắc nhở Yeon-su, nếu không có thể thay người khác đảm nhiệm công việc của cô. Yeon-su, một người làm công không có quyền từ chối. Một bên là thể diện của mình, vậy mình nên làm thế nào cho phải đây? Trong khi cô ấy đang không biết làm sao, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Thật trùng hợp người bên trong chính là Choi Ung. Yeon-su bước vào thang máy, hai người câu được câu không trò chuyện. Lúc này thang máy đang chạy đột nhiên rung, dường như ông trời muốn tạo cơ hội cho họ ở một mình với nhau đây mà. Yeon-su hỏi Choi Ung không phải không có hứng thú với dự án sao? Sao lại chạy tới đây? Hôm nay mới xem kế hoạch. Ý tôi là lần trước anh đã từ chối mà không thèm nhìn nữa đó. Sau ngần ấy năm, sao anh vẫn còn ngây thơ thế? Phun nước và rắc muối. Nghe nói anh còn luyện tập rất lâu nữa. Ji Ung đã tố cáo sao? Anh hiểu chuyện một chút được không? Choi Ung tức đến thở phì phò. Chẳng lẽ Yeon-su chỉ muốn hợp tác thôi sao? Nếu tôi không tỏ ra ngây thơ và nghiêm túc thì sao? Em có chịu nổi không? Yeon-su hỏi anh ấy sẽ làm gì? Đồ ngốc. Choi Ung lập tức trở nên mềm lòng. Lúc này cửa thang máy bị mở ra. Choi Ung nhân cơ hội chạy trốn. Vừa về đến cửa nhà, đã bị NJ chặn lại. Thấy cô gái xinh đẹp tìm đến cửa, Choi Ung cảm thấy được sủng mà sợ. Điện thoại của anh đâu? Điện thoại tôi à, đây. Thì ra anh không làm mất nó. Sao không trả lời tin nhắn của tôi? Choi Ung giải thích rằng mình đã thấy tin nhắn trước nhưng không kịp trả lời. Vì có việc bận, NJ đến đây chỉ để gặp Choi Ung. Sau khi đạt được mục đích liền rời đi.